Xin chào các bác đến với kênh xe đạp King, review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Gian FCR 3500, chiếc xe đạp touring thể thao đường phố cho các bác đi thể dục và rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Chiếc được trang bị bộ chuyển động sau Shimano Aceza, phía trước cũng là Shimano Aceza, full một bộ chuyển động Shimano Aceza luôn. Xe là size S. Thì lát nữa em sẽ vào đo size cho chiếc của chiếc xe cụ thể. Thì bây giờ đi vào phần khung của chiếc xe trước. Thì khung nhôm, xe là khung nhôm được trang bị công nghệ nhôm Alux, một cái công nghệ rất là nổi tiếng của dòng xe Gian. Và với cái công nghệ này thì Gian đã được ví là có cái công nghệ nhôm tốt nhất thế giới hiện nay. Gian FCR 3500 Touring. Trang bị trên ghi đông là bộ tay bấm cũng là Shimano Aceza luôn, 9 tầng lip. Và bên này là ba thành đĩa cho xe, có 27 cái bộ khác nhau, phanh dầu Techo này, có phanh dầu, càng nhôm cũng là nguyên bản của xe, bánh 700c. Toàn bộ xe đây là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, lốp sơn nguyên bản, Mayer cũng là Mayer của Gian luôn. Aceza 9 tầng lip. Em này gạt đĩa. Và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 53 cm. Thì xe phù hợp cho các đi từ khoảng 1m60-61 đến khoảng 70-71 đi là phù hợp. Rất mượt mà nhẹ nhàng, 9 tầng lít, 3 tầng đĩa, đồ Aceza. Thì, chiếc xe đang được bán với em mức giá là 8.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.